các bạn ơi, chúng ta lại cùng gặp nhau trong một video tư vấn tiếp theo. Và hôm nay thì mình sẽ tư vấn về top những con điện thoại cấu hình cao đang được giảm giá tại Nam Bell Store. Vâng, và mình tin là đã có rất nhiều bạn biết mình là cũng có bán thêm điện thoại rồi, bên cạnh là tư vấn anh em mua điện thoại ha. Và đây cũng là một việc mình nghĩ là khá là ok, vì là có những cái bạn là xem mình tư vấn nhưng không biết mua ở đâu cho nó uy tín và an toàn, thì các bạn cũng có thể là mua luôn của mình ha. Vừa có thể ủng hộ được mình và các bạn cũng yên tâm về chất lượng. Vì là thực sự mà nói, hàng sách tay á thì hơn nhau là ở cái nơi bán về chế độ bảo hành thôi, chứ hàng hóa thì nó cũng rất là nhiều ha. Nhưng mà tất nhiên là các bạn có rất nhiều bạn không dám mua ở trên Shopee hoặc là mua ở trên mạng, thì các bạn có thể là tham khảo ha. Và ok, mình cũng bán tương đối những cái dòng máy tầm trung đang hot hiện nay với cấu hình cao và được người dùng quan tâm. Và những cái mẫu máy này thì đang có những cái mức giá đang được sale nha, khá là ok, các bạn có thể cân nhắc. Thì đầu tiên đó chính là con này này, IQ Z9 Turbo nha. Và con này thì hiện tại đang được giảm giá ở Nam Béo Store với phân khúc chỉ còn là 6.7 triệu nha. Và 6.7 triệu các bạn đã được cái phiên bản là 12 RAM và 256GB bổ nhớ trong full box đầy đủ phụ kiện. Và tất nhiên là bảo hành thì anh em yên tâm, với tổng thời gian là lên đến 6 tháng. Với tất cả những cái lỗi đến từ nhà sản xuất, và anh em sẽ không cần phải mua thêm những cái gói bảo hành vàng bạc đồng gì đó. Và con này phải nói là trong cái tầm giá từ 6 đến 7 là một trong những cái con mà hot nhất, các bạn quan tâm nhiều nhất, với cái sự đồng đều. Con này vừa có thiết kế đẹp, các bạn có thể thấy ha, mặt lưng nhám cao cấp, chúng ta có cụm camera hầm hố đi kèm với thông số cấu hình thì cực kỳ tốt rồi, chip Snapdragon 8S Gen 3 12 và 256 với điểm benchmark tầm 1.4 triệu điểm, thì con này các bạn có thể yên tâm xài rất là mượt mà, cũng như là chiến game phà. Và tổng thời gian xài con này thì tầm 3 đến 4 năm là hoàn toàn dư sức. Đó là nói như vậy thôi, chứ mình tin là có nhiều bạn xài 1 năm là muốn đổi qua dòng máy khác này, có thể khi đó các bạn muốn đổi lên là Z10 rồi, Z11 rồi ha. Đó, và con này đi kèm với những cái thông số khác cũng rất là ngon lành, như kiểu là màn hình tấm nền AMOLED 1.5K với 144Hz tần số quét siêu cao viền mỏng, chất lượng tấm nền tốt, cũng như hệ thống camera là 50MP OIS cho khả năng chụp ảnh khá là đẹp ha, bao gồm là chụp đêm và chụp chân dung. Thuật toán của dòng IQ thường từ hãng mẹ Vivo, và đặc biệt là dòng X100 series là dòng flagship của Vivo ha, nên là dòng này chụp ảnh cũng rất ok. Và điểm khiến nhiều người chuộng cái con Z9 Turbo này còn đến từ cái phần mềm con này là Origin OS 4 Android 14 có sẵn tiếng Việt, các bạn sẽ không cần unlock UPROM gì hết nha, như kiểu là Xiaomi, và chạy thì cũng rất là ổn định này, cũng như là có pin lên đến 6000 mAh và đi kèm với sạc nhanh 80W, một combo cực kỳ lý tưởng dành cho những cái bản mà kiểu như là giải trí, xem phim và cày game nhiều. Thì con này các bạn có thể là cân nhắc ha. Link thì mình sẽ để ở bên dưới mô tả. Rồi, con máy thứ hai cũng đang được giảm giá cực kỳ tốt tại Nam Bell Store, đó chính là con Redmi K70 Pro. Với con này thì các bạn sẽ mua với phân khúc tầm là hơn 8 củ một xíu thôi nhé. Chính xác là khoảng 8.2 triệu, nhưng mà nếu như các bạn chuyển khoản hết còn được giảm giá thêm nữa và được free ship nữa. Nên là chi tiết các bạn có thể là bấm vào link bên dưới mô tả để có giá tốt hơn nha. Và với con này thì khỏi phải bàn rồi, Snapdragon 8 Gen 3 rẻ nhất, nó tụt xuống phân khúc tầm trung luôn rồi. Thay vì trước đây là K70 Pro lại phân khúc là hơn 10 ha. Đó, và bây giờ nó tụt xuống phân khúc này, con này thì 8 Gen 3 cực kỳ uy tín rồi. Hơn 2 triệu điểm AnTuTu Benchmark, và cái bản tiêu chuẩn con này đã có 12 RAM và 256GB bổ nhớ trong, rất thoải mái để mà anh em xài. Đi kèm với thông số cấu hình cũng rất tốt, như kiểu là thiết kế khung viền kim loại này, hai mặt kính cường lực ha, cũng như là màn hình AMOLED 2K cổng 120Hz tần số quét độ sáng siêu cao, đi kèm với đó là camera 50MP AI với cảm biến là Sony cao cấp. Con này chụp ảnh thì cũng khá tốt, đi kèm với viên pin 5000mAh và sạc nhanh là 120W tốc độ bàn thờ. Nhưng mà con này các bạn lưu ý là các bạn sẽ dùng ROM gốc Việt hóa nha, nhưng mà ROM gốc Việt hóa thì cũng ngon lành thôi, mình cũng đang xài. Nên là các bạn cũng yên tâm, sẽ có những cái clip để hướng dẫn anh em cách xài và tối ưu ha. Nhưng mà bù lại thì chúng ta được một con quái vật 8 Gen 3 là mạnh nhất và rẻ nhất, cũng như là con này chiến game thì tẹt ga rồi, chắc 5 năm vẫn còn giữ sức với cấu hình siêu cao. Rồi, con máy thứ ba cũng đang được giảm giá tốt tại Nam Béo Store, đó chính là con Redmi Note 13 Pro Plus.
Con này thì với phân khúc tầm khoảng là 5,7 triệu thôi nhá các bạn nha, các bạn còn có thể được giảm giá nếu như chuyển khoản hết. Đấy, con này quá ngon luôn, thiết kế cao cấp, có chống nước IP68, có bản mặt lưng giả da, màn hình cong AMOLED 120Hz tần số quét siêu cao ha, độ phân giải 1.5K, chúng ta có camera là 200MP, chụp thì mình nghĩ là ổn thôi, con này cũng không chụp phải là quá đẹp nhưng mà cũng không xấu, đi kèm với pin 5000 và hỗ trợ sạc nhanh có thể lên đến là 120W, tốc độ bàn thờ. Và con này thì có loa kép, có phần mềm ROM quốc tế nhá, nó khác với lại những cái con khác đó, là có ROM quốc tế chạy ổn định luôn đó, và với mức giá tầm 5,7 triệu thì rẻ hơn khá nhiều so với hàng chính hãng rồi, con này cũng đang có sale thì anh em có thể là cân nhắc. Ok, tiếp theo là ON90GT nha. ON90GT của con máy các bạn quan tâm rất nhiều thì ở Nabel Store cũng đang có sale giảm giá còn mức tầm khoảng là hơn 7 triệu đồng ha. Các bạn muốn biết chi tiết thì có thể là bấm vào link. Với con này thì người ta ưa chuộng bởi vì là camera chụp rất đẹp, thì là một cái con gọi là tầm trung mà thiên về hiệu năng, nhưng mà có cam chụp đẹp cũng như là có chip Snapdragon 8 Gen 2. 8 Gen 2 thì vẫn quá là uy tín, nó chỉ thua 8 Gen 3 thôi. Còn 8 iLine thì thực ra là vẫn chưa có phổ biến ở trên thị trường ha. Đó nên là con này các bạn có thể yên tâm là vẫn chạy rất là mượt, và đây là một trong những con mà tôi yêu chip 8 Gen 2 tốt nhất ở trên thị trường. Cũng như là máy sẽ có những cái thông số như là thiết kế đẹp này, chúng ta có màn hình AMOLED 1.5K 120Hz viền mỏng, đều có camera 50 OIS, pin 5000, sạc nhanh là 100W, phần mềm Magic OS 8 có sẵn tiếng Việt cho anh em xài rồi ha. Đó, các bạn yên tâm không cần phải lo unlock ROM. Rồi, con máy tiếp theo là dòng Redmi Note 13 Pro 5G. Với cái phiên bản là tiêu chuẩn 8128 rồi là 8256 thì mức giá cũng loanh quanh tầm 5 củ thôi anh em, thấp hơn 5 củ ha. Link thì mình cũng để ở bên dưới mô tả, và dòng này thì được ưa chuộng bởi vì là rẻ và thông số cấu hình thiết kế ok. Và con này thì nếu như mà hàng chính hãng thì vẫn đang bán tầm 8 đến 9 củ, nhưng mà tất nhiên là hàng nội địa thì nó sẽ rẻ hơn. Và bên mình cũng đã chảy ROM sẵn cho anh em rồi, ROM quốc tế ha, để mà các bạn xài. Cũng tất nhiên là để mà so với chính hãng thì nó sẽ không được 100%, thì nó vẫn ok ha. Đó, nó chỉ có một vài điểm thôi. Thì dòng này cũng khá là ok, các bạn có thể là cân nhắc. Và con Note 13 Pro 5G thì trang bị chip Snapdragon 7S Gen 2 này, màn hình là AMOLED 1.5K 120Hz, kính Corning Gorilla Victus Touch. Rồi chúng ta có pin 5000 mAh, sạc nhanh 67W, loa kép Dolby Atmos, cũng như là hệ thống camera là 200MP. Rồi tiếp theo các bạn có thể cân nhắc đến con OnePlus A3V nha. Con này thì bên Nabel Store cũng bán với mức giá là sale còn 6,7 triệu ha, cũng rất là ok luôn. 12256, chip 7 Gen 3 siêu mảnh, màn hình phẳng 120Hz, 1.5K, chất lượng tấm nền tốt, camera 50 chấm, pin 5500, sạc nhanh 100W, phần mềm quốc tế đã unlock, phần mềm ColorOS và đã unlock SIM ha, bao xài vĩnh viễn cho anh em ngon lành cành đào, thì các bạn cũng có thể là cân nhắc thêm con này. Hay là bên mình cũng đang có Mi 13 sale mức giá hơn 8 nha, cũng rất là ngon ha. Con này thì flagship cao cấp rồi, chống nước, thiết kế gọn gàng, chip 8 Gen 2, cam Leica cực kỳ uy tín, loa kép to hay. Thì đây là những cái con nổi bật ở Nabel Store đang được sale ha, rất tốt luôn. Ngoài ra còn có Redmi K70, phân khúc sale còn hơn 7, rồi là Turbo 3 phân khúc hơn 5, những con cấu hình siêu khủng ha, cũng đều có hết tại Nabel Store. Link thì mình sẽ để ở bên dưới mô tả, các bạn quan tâm thì cứ bấm vào ha. Rồi nội dung của clip đến đây kết thúc rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Một lần nữa cảm ơn anh em rất nhiều vì đã tin tưởng và ủng hộ Nabel, vừa xem video và vừa mua hàng ha.